Shalom, bình an cho tất cả các bạn trong Thánh Chúa Giêsu Quýt. Bài này chúng ta sẽ học về cái diễn biến của trận đại hồng thủy, diễn biến của trận đại hồng thủy, và chúng ta sẽ học liền hai phần đoạn kinh thánh là Sáng Thế Ký chương 7 và chương 8 luôn. Thì bài trước chúng ta đã biết rằng là Đức Chúa Trời đã lựa chọn dòng dõi của Seth và Seth đã sinh ra Noe, đúng không ạ? Và Noe có một người rất là tuyệt vời, là người được Chúa cất đi. Và người cụ của Noe tên là Henoch, và nên Henoch được Chúa cất đi không hề trải qua sự chết, không hề trải qua sự chết. Khi Chúa diệt tận loài người, Chúa diệt hết loài người, thì có lẽ bố của Noe, ông của Noe và gia đình Noe, người trước đó trong dòng dõi của Seth đã qua đời hết rồi, mà lúc này nó chỉ còn những người cùng thời với ông Noe thôi. Đấy. Và khi Chúa đã lựa chọn Noe và ông Noe chuẩn bị tàu và đóng tàu theo ý muốn của Ngài, kế hoạch của Ngài rồi, theo lời Chúa chỉ dặn rồi, thì Chúa đã phán với ông Noe là con hãy vào tàu và ta sẽ dẫn nước lụt trong 40 ngày dâng lên. Và khi Noe vào trong tàu cùng với loài vật mà Chúa chỉ định, mỗi loài một cặp đực và cái, trống và mái, tùy theo loại. Và khi vào được tàu xong thì Chúa đóng cửa tàu lại và nước bắt đầu dâng lên, các cửa, các mạch nước ngầm bắt đầu nổ tung. Thì cái lúc mà Noe vào tàu, khi trận đại hồng thủy bắt đầu, thì lúc đó ông Noe được 600 tuổi. Tác giả của Kinh Thánh, trước giả Kinh Thánh lấy cái mốc 600 tuổi này viết vào đúng ngày 17 tháng 2 năm 600 của đời Noe, tức là năm ông 600 tuổi vào ngày 17 tháng 2. Đấy. Thì các nguồn vực lớn nổ tung, các cửa đập của trời mở toang, thế nên nói về các mạch nước ngầm và các mạch nước ở trên trời đổ xuống, và nước dâng cao trong 40 ngày. Trong 40 ngày nước cứ dâng lên và nước phủ kín ngọn núi cao nhất, núi cao nhất, và bắt đầu nước dừng lại, nước dừng lại phủ như vậy trong suốt 110 ngày cộng với 40 ngày nước dâng, thì là nước đã phủ trên mặt đất trong 150 ngày. Sau đó thì nước lại bắt đầu rút đi trong 150 ngày. Đấy, khi Chúa nhớ đến Noe. Khi Chúa nhớ đến Noe và cái việc mà nước phủ lên toàn cõi địa cầu. Thì sứ đồ Peter viết về cái điều này, nó giống như là Chúa muốn báp têm cho toàn địa cầu, Chúa muốn báp têm cho trái đất để thiết lập, tái lập một trái đất mới, đổi mới, biến đổi mới. Thì chúng ta muốn tìm hiểu sâu sắc, chúng ta sẽ đọc Peter nhì chương 3 nhé. Còn nếu các bạn không đọc thì sau này chúng ta sẽ có cái bài khảo cứu Kinh Thánh, ghi nhớ Kinh Thánh của cái Peter nhì chương 3 này, thì các bạn có thể đối chiếu. Vậy các bạn sẽ biết được là từ lúc Noe vào trong tàu cho đến lúc trận lụt rút đi là 300 ngày tròn, 300 ngày tròn. Và con tàu của ông đã được táp trên một con núi, đó là núi Ararat. Cái núi Ararat này thì nhiều nhà giải kinh đã nghĩ là đã tin rằng là nó thuộc ở trên vùng đất của Armenia. Cách cái nơi mà con tàu được nâng lên, được xuất phát, cách cái nơi mà Noe đóng tàu nó khoảng 500 dặm, khoảng 500 dặm. Đây là cái sự khảo cổ học bây giờ. Vậy là con tàu Noe được táp trên núi Ararat sau 300 ngày khi nó được nâng lên. Thì ông đợi 40 ngày kể từ khi nó tấp ở trên núi Ararat ấy, thì ông đợi thêm 4 ngày thì ông bắt đầu thả quạ và con bồ câu ra. Thì ông thả một con quạ và con bồ câu ra, con quạ đi mất, chỉ có con bồ câu đó quay trở về. Thế thì ông mới đợi thêm 7 ngày, ông Noe đợi thêm 7 ngày, ông thả con bồ câu lần thứ hai. Thì con bồ câu ngậm về cho ông ấy một cái cành ô liu tươi, thì ông biết là có một cái cây ô liu đã mọc trở lại, thì có nghĩa là đất đã rút rồi. Nhưng mà ông ấy lại tiếp tục thả bồ câu ra lần thứ ba, bắt bồ câu vào và thả ra lần thứ ba, vì ông nghĩ là sau 300 ngày mà đất bị nước phủ như vậy thì đất trên mặt đất vẫn còn rất là mềm, rất là yếu và rất là nhiều bùn, thì có lẽ là ông ấy chưa ra khỏi tàu, nên là ông cứ bắt con bồ câu vào đã, nó ngậm cành ô liu nhưng vẫn cứ bắt nó vào. Sau tiếp tục 7 ngày ông mới thả bồ câu ra lần thứ 3, nhưng lần thứ 3 này thì con bồ câu đi bay mất, không trở về nữa. Thì bắt đầu là ông mới bước ra khỏi tàu theo tiếng phán của Chúa. Chúa phán là các con hãy ra khỏi tàu đi.
đừng ở trong đấy nữa, đừng sợ hãi nữa, câu đã bay mất rồi. Thì ông sẽ đi ra khỏi tàu. Đấy, thì ông đi ra khỏi tàu và thả hết tất cả các loài súc vật và động vật cũng như tất cả những loài bò sát thú rừng đã lên tàu của mình ấy. Thì cái việc này nó xảy ra tổng cộng là 377 ngày. Cái ngày mà Lôi mở cửa tàu, cái ngày mà Lôi mở cửa tàu để nhìn ra và nhìn nước rút đi ấy, thì nó là ngày mùng 1 tháng 1 năm 601 đời của ông. Và sau đó 57 ngày, gần 60 ngày thì là ngày 27 tháng 2 ông mới ra khỏi tàu và thả các loài động vật ra. Thì nó kết thúc cái cuộc diễn tiến, thì nó kết thúc cái cuộc đại hồng thủy, trận đại hồng thủy là 377 ngày. Và cái thời gian rất là lâu như vậy, hơn một năm như vậy, Chúa đã thử thách được cái đức tin của ông Noe qua cái sự chờ đợi. Qua sự chờ đợi, Chúa không nói trước với Noe là ta sẽ dẫn nước lụt trong bao nhiêu ngày. Chúa không làm việc đó, mà Chúa thử thách Noe và Noe phải sống cùng với gia đình của mình, cùng với gia đình, con cái, vợ chồng của mình trên một con tàu lênh đênh sóng biển chập trùng mù mịt. Đấy, trôi dạt cùng với các đồ ăn dự trữ, cùng với một việc đó là có các loài thú, các loài chim, các loài bò sát, các loài động vật từ hung dữ cho đến hiền lành, từ các loài động vật ăn thịt cho đến các loài động vật rất độc, nguy hiểm ở trên con tàu đó. Thì Chúa vẫn giữ gìn gia đình Noe một cách trọn vẹn và các loài vật đó vẫn sống. Thì đây là một phép lạ và đây là một sự thử thách cực kỳ lớn. Đôi khi trong cuộc đời này chúng ta lênh đênh, ta lênh đênh một mình, ta lênh đênh một mình tối tăm, nhưng lại phải trải qua sự khốc liệt đó với rất nhiều cái mối nguy hiểm bên cạnh. Nào là lo về có đủ ăn, nào là lo về bạn bè có là người tốt hay người xấu, cái kẻ ở cùng mình có đâm sau lưng mình là nó lo về rất nhiều thứ. Và không biết là bao giờ Đức Chúa Trời mới hành động đây, hơn một năm rồi các bạn nhé. Thì đây là cái điều nói về cái sự quan phòng của Chúa và Chúa thử thách Noe này. Và đôi khi cuộc đời chúng ta cũng vậy, chúng ta đang lênh đênh trong con tàu Noe thôi. Vì Chúa, các bạn nhớ này này, nếu như Chúa đã cứu các bạn, Chúa đã cho các bạn sống thì chắc chắn bạn sống. Đấy, các bạn nhớ như vậy, chỉ là đợi lâu một chút thôi. Thế nhưng mà các bạn biết rằng là lúc này mà khi Noe mà đã ra khỏi tàu đấy, thì các bạn biết là thế giới không còn gì, không còn gì, không còn loài động vật nào còn hơi thở cả, chỉ còn ông và gia đình ông thôi. Và con cái ông thì có lẽ các con ông đấy, các con ông và chính bản thân vợ chồng ông cũng sinh thêm các người con trai con gái gì đó. Nhưng mà trong Kinh Thánh đây chỉ chép rõ ràng về dòng dõi của Noe. Dòng dõi này là dòng dõi về sinh về các gia tộc, nói về gia tộc thì là có Xem, Cham và Gia-phết thôi. Có Xem, Cham và Gia-phết, có lẽ là gia Cham này, Gia-phết và Xem và vợ của họ đã sinh ra những người con trong khi cái trận lụt nó xảy ra. Và cũng tương đồng như vậy, các loài động vật sống ở trên tàu cũng sinh sản ở trên tàu luôn. Cái điều này nó rất vất vả, đúng không? Một được một cái mà lên tàu thì bắt buộc phải có cái điều đó là sự sinh sản tự nhiên rồi. Nếu như không, điều đó không xảy ra đấy, thì sau cái trận đại hồng thủy, ông Noe đã không có gì để làm của tế lễ dâng lên cho Đức Giê-hô-va cả. Bởi vì Kinh Thánh chép rất rõ là sau khi mà ông Noe này ra khỏi tàu thì ông là làm một cái việc đầu tiên, đó là ông đã lập một bàn thờ, bắt các loài thú tinh sạch, bắt loài thú tinh sạch và làm của lễ dâng lên cho Chúa. Chắc chắn là chỉ bắt những con đầu lòng thôi, những con mà nó sinh ra thôi. Chứ còn nếu như nó mà không sinh được con ra mà ông lại đem ông dâng tế lễ cho Chúa thì chúng nó bị tuyệt chủng à, thì đúng không ạ? Các bạn hiểu không nhỉ? Thì đây là một cái điều mà chúng ta ít khi để ý. Cho nên là các bạn phải nhớ như thế này, đôi khi Đức Chúa Trời này thử thách chúng ta trong một thời gian rất dài. Cái thời gian đó nó làm cái lý do để chúng ta có cái gì đó để dâng Chúa. Nó là mùi hương thơm, nó là câu chuyện, nó là kỷ niệm, nó là lời chứng, nó là những điều tuyệt vời sau một thời gian dài các bạn trải qua, các bạn có để dâng, để tôn vinh, để chia sẻ, để làm chứng về Đức Chúa Trời. Đây là điều mà chúng ta đôi khi ta không nghĩ đến. Chúng ta nghĩ ôi Chúa ơi, tại sao Chúa phải cho con trải qua các hoàn cảnh này. Nếu như các bạn không trải qua những nan đề cuộc sống thì các bạn biết bàn tay vĩ đại của Chúa ở đâu. Nếu như bạn không trải qua những thử thách trong cuộc sống khó khăn gian khổ kéo dài đằng đẵng thì bạn lấy gì để chứng minh cho thiên hạ rằng tôi đã từng và bây giờ đã được.
Đây là cái điều mà chúng ta phải để ý một chút. Đôi khi Chúa muốn bày tỏ vinh quang vinh hiển của Ngài qua sự khổ hạnh của chúng ta. Và chúng ta là người được. Cái được ở đây trong chương 8 sáng thế ký này chép lại rất rõ. Đó là khi Đức Chúa Trời hưởng mùi thơm và nhận của lễ của Lô-ê dâng lên, thì Ngài tự nhủ trong lòng rằng Ngài sẽ không bao giờ, Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ nguyền rủa đất đai nữa. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ hủy diệt tất cả các loài sinh vật Ngài đã tạo ra nữa, và không hủy diệt một người nào nữa, bằng nước lụt nữa, bằng đại hồng thủy nữa. Đức Chúa Trời đã nhận. Có thể là Noe cầu xin, nhưng cũng có thể là Đức Chúa Trời đã rủ lòng thương xót, đã rủ lòng thương xót. Đó. Vì 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 điều gì? Đó là có của lễ để dâng cho Ngài. Đôi khi chúng ta không có một cái của lễ, không có một cái lời chứng, không có một cái gì dâng cho Chúa cả, thì chúng ta thấy phước ở đâu được? Ta thấy phước ở đâu được? Và chúng ta cầu xin điều gì để Đức Chúa Trời ban cho được? Và Đức Chúa Trời có điều gì mà Ngài hài lòng với chúng ta để Ngài muốn cho ta thêm những cái điều mà chúng ta cầu xin được? À, và cái vấn đề nữa ở trong hai câu cuối cùng của Sáng Thế Ký chương 8 là câu 21 và câu 22 là Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va vui hưởng mùi thơm và tự nhủ rằng ta sẽ chẳng bao giờ vì loài người mà nguyền rủa đất nữa, dù tâm địa của loài người vẫn xấu xa từ lúc còn niên thiếu, nhưng ta sẽ không bao giờ tiêu diệt các loài sinh vật như ta đã làm nữa. Ngày nào có đất còn thì mùa gieo giống và gặt hái, mùa lạnh và nóng, mùa hạ và mùa đông, ngày và đêm sẽ không bao giờ chấm dứt. Đức Chúa Trời tuyên bố một điều là trái đất sẽ bình ổn, sẽ sống, sẽ phát triển, các mùa, các năm, các tháng sẽ không bao giờ chấm dứt, sự sống tiếp tục không bao giờ chấm dứt. Nhiều người ngày nay nhá quên cái câu kinh thánh này. Thứ nhất là chúng ta nghĩ rằng là sau này sẽ có một vụ nổ đến với thế giới này và trái đất sẽ bị nổ tung, và trái đất sẽ thành tro bụi trong cái thiên hà rộng lớn này, trái đất sẽ bị phá vỡ, bị nổ tung. Lâu dần các bạn quên hết tất cả cái điều đó đi, 5.000 năm hay 50.000 năm hay 50 triệu năm nữa thì Đức Chúa Trời cũng không hủy diệt trái đất này đâu. Nên là nếu như mà có một thiên thạch hay mà có một cái hay có một cái vật thể nào trôi lạc trong không gian, trong không trung của cái thiên hà này, nó không bao giờ va được vào trái đất, bởi vì Đức Chúa Trời đã hứa rồi sẽ không bao giờ chấm dứt mùa hạ và mùa đông, ngày và đêm, mùa gieo giống và gặt hái, mùa lạnh và nóng không bao giờ chấm dứt. Tức là sự sống ở trên đất này Đức Chúa Trời giữ cho không bao giờ chấm dứt. Quan hiểu nhỉ? Nên là các bạn bỏ những cái khoa học nghiên cứu đi, có học được đấy thì cũng quên nó đi. Con người chỉ làm những cái điều mà Đức Chúa Trời đã hứa là Ngài không làm. Con người chỉ cố gắng tìm ra những cái điều nó phi lý như vậy, không tin vào Chúa làm gì, cứ tìm những cái điều mà Ngài không làm và cố gắng chứng minh cho nhau làm gì. Nó chỉ làm ra cái đấy để gọi giải trí thôi, giải trí thôi các bạn nhá. Lỗi đối với đọc như vậy. Nếu như mà có ai mà xem video này mà nói là ông phản khoa học, ừ thì đọc dùng niềm tin của mình để phản khoa học đi nhá. Đọc chấp nhận cái lời tiếng đó thì đọc tin câu kinh thánh này. Và cái điều mà Lộc nhận biết và tin ở đây nữa là Đức Chúa Trời chẳng bao giờ vì loài người mà nguyền rủa đất đai nữa, dù mặc dù cho tâm địa của loài người xấu xa từ lúc còn niên thiếu. Ngày hôm nay các bạn sẽ thấy là trái đất này động đất này, trái đất này là sóng thần này, trái đất này dịch bệnh này, rồi là trái đất này méo mó vì thời tiết này, méo mó vì sinh học này, méo mó vì khí quyển này. Nhưng các bạn nhớ này, Đức Chúa Trời vẫn không hủy diệt trái đất và không bao giờ nguyền rủa trái đất nữa đâu. Vì loài người, vì Chúa biết rằng là tâm địa của loài người vẫn xấu xa như vậy, và tâm địa xấu xa của loài người có xấu xa đến đâu, có làm cho trái đất này bị ô nhiễm đến đâu, có làm trái đất này bị tội lỗi, bị rủa sả đến đâu, thì Chúa cũng không hủy diệt. Mà con người tội lỗi thì con người sẽ gánh những cái điều đó, con người sẽ gánh những điều đó. Và Đức Chúa Trời biết rằng là cái tội lỗi, cái tội ác, cái điều sai trái đã ăn vào trở thành bản chất của con người rồi, từ khi từ lúc còn là niên thiếu hay là tuổi trẻ, tuổi nhỏ đã bắt đầu nghĩ đến việc xấu xa, dục vọng, ích kỷ, tư lợi cá nhân rồi, cho nên là trái đất lại sẽ phải hứng chịu những cái điều đó, sẽ phải hứng chịu những cái sai lệch về thiên nhiên, sai lệch về tính chất vật lý, sẽ có những cơn 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 sóng thần, cơn động đất, có những cái thiên tai. Đó là điều bình thường, bởi vì con người vẫn xấu xa từ khi còn niên thiếu, vẫn xấu xa, vẫn ích kỷ các bạn nha.
Nhưng mà dù con người có làm như thế nào thì trái đất này cũng sẽ tự cân bằng lại. Nếu các bạn gây cho trái đất khí đốt hay là bất cứ cái gì thì con người sẽ phải gánh đấy thôi. À, chúng ta không gánh đấy thì con cái là gánh đấy. Thì cái điều đó là điều ấy, bởi vì chúng ta xấu xa thôi, bởi vì chúng ta cần phải kiếm tiền, bởi vì chúng ta phải, nên là cái điều gì nó có cái giá của nó, cái nó. Nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng Chúa hủy diệt trái đất này nha. Thì cái điều này cũng là một cái ý nghĩa, đó là chúng ta phải khắc phục cái tâm địa xấu xa của chúng ta. Dẫu vẫn biết là chúng ta xấu xa từ trong còn niên thiếu, Chúa không thèm chấp, Chúa không thèm chấp nữa, Chúa hủy diệt. Chúa làm trận đại hồng thủy xong rồi Chúa biết là chấp với loài người thì có mà ta chấp cho đến đời đời vô cùng, con người vẫn xấu xa như vậy thì thôi, ta là đấng tha thứ thì hơn. Chúa là như vậy, Chúa đấng tha thứ thì hơn. Cho nên là các bạn biết này, Chúa đấng tha thứ nhưng mà chúng ta cũng phải cố gắng để tốt lên. Dẫu biết tâm thế tâm địa chúng ta, con người ta xấu xa ích kỷ, ai này tư cá nhân thôi, cả cái nộc làm giảng đạo hay như thế này thôi, là nộc cũng phải có một cái mục đích cá nhân nào đó. Đấy, ví dụ đọc giảng đạo cho các bạn hay là chia sẻ lời Chúa các bạn, nhưng các bạn không là khen mà chửi bới xem nó có làm nữa không, đúng không? Nếu nó nói thật đấy, ai cũng có cái tư lợi thôi. Nói chung là làm một điều gì tốt nhất là đầu tiên cũng phải nghĩ về bản thân mình trước, cũng phải có cái gì đó xấu xa. Nhưng cái điều đó nó không có nghĩa là vì Đức Trời không chấp chúng ta nữa, Đức Trời không thèm chấp ta nữa thì chúng ta cứ tiếp tục làm điều xấu, không. Chúng ta phải biết là chúng ta là loài người, chúng ta không ai tránh được khỏi tội lỗi, nên chúng ta phải có tấm lòng ăn năn. Rồi, đấy là những gì mình muốn chia sẻ trong cái video của Khảo cứu Kinh Thánh chương 8 và chương 7 của Sáng Thế Ký. Và buổi sau ta sẽ sang cái giao ước của Đức Trời với Noe. Giao ước của Đức Trời Noe sẽ rất là hay, chương 9. Rồi chúng ta sẽ có được cái khởi đầu mới cho một thế giới. Khởi đầu mới cho một thế giới. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong tất cả những video liên quan về tin lành. Rồi nguyện Chúa ở cùng chúng ta, sửa dạy, chăm sóc, tha thứ, giúp đỡ và đi cùng chúng ta, dẫu chúng ta khó khăn rồi. Dẫu chúng ta xấu xa nào thì Chúa vẫn còn thương xót đoái đến và lắng nghe những gì chúng ta cầu xin. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Chúc các bạn có đời sống hạnh phúc, viên mãn, bình an trong sự thương xót của Ngài. Amen.